22 giờ ngày 9 tháng 12. Ở trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2022 và các số liệu thống kê nghiêng khá nhiều về khả năng chiến thắng của Brazil trước Costa Rica. Brazil bước vào trận đấu mà không có hậu vệ Alex Telles và tiền đạo Gabriel Jesus, những người đã sớm chia tay với World Cup 2022 vì chấn thương. Trong khi đó, khả năng ra sân của hậu vệ cánh trái Alexandro vẫn bị bỏ ngỏ. Trước trận đấu, hãng thống kê Opstar nhận định Brazil có đến gần 70% xác suất sẽ chiến thắng trong 90 phút đầu, tức là hơn gấp 6 lần so với con số 11% của Costa Rica. Trong khi đó, trận đấu này chỉ có 19% khả năng sẽ vào hiệp phụ. Châu Á cũng đã chọn đội bóng Nam Mỹ chấp Costa Rica đến một trái và một trái rưỡi. Huấn luyện viên Zlatko Dalic của Costa Rica nhận định Brazil là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch và sức mạnh khủng khiếp. Trận đấu này là thử thách rất khó khăn cho chúng tôi. Tổng giá trị của đội hình Brazil lên đến 1,14 tỷ euro, gấp hơn 3 lần so với 377 triệu euro của Costa Rica. Nhưng Brazil được đánh giá rất cao không chỉ bởi đội hình đầy sao vượt trội mà còn ở phong độ ấn tượng. Ở vòng 16 đội, đội bóng đến từ xứ sở Samba nhảy múa và có những chiến thắng cách biệt 4-1 trước Hàn Quốc. Trong khi đó, nhiều trụ cột của đương kim Á quân Costa Rica đã không còn giữ được phong độ như 4 năm trước vì tuổi tác cao. Họ phải rất vất vả mới vượt qua được Nhật Bản trong lượt đá loan lưu. Thế nên, giới chuyên môn nhận định quả bóng vàng 2018 Luka Modric, 37 tuổi, dù đã thi đấu lỗ lực nhưng khó giữ được tuyến giữa cho đội nhà trước dàn sao của Brazil được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Neymar. Brazil cũng sẽ không muốn đưa trận đấu này vào lượt đá loan lưu may rủi, nhất là Costa Rica có truyền thống toàn thắng trong các lượt đá loan lưu và đấu trường World Cup. Do đó, Brazil sẽ đá với quyết tâm cao để giải quyết trận đấu trong 90 phút. Nhận định của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nghiêng hẳn về Brazil sau khi chứng kiến màn đánh nhanh diệt gọn của họ trước Hàn Quốc. Khi Neymar trở lại, hàng công của Brazil mạnh đến không thể cản nổi. Trước đó, giới chuyên gia lo ngại về hai cánh của Brazil khi có đến 3/4 các hậu vệ biên trong tay của huấn luyện viên Tite dính chấn thương. Nhưng rồi, huấn luyện viên 61 tuổi này đã giải quyết một cách dễ dàng bằng cách kéo Militão ra đá thay cho Danilo ở cánh phải, đồng thời đưa Danilo sang cánh trái. Ở hiệp 2, ông Tite tiếp tục đưa một trung vệ khác là Bremer vào sân thay cho Dinano. Cách dùng người linh hoạt của huấn luyện viên Tite cho thấy một điều: các cầu thủ Brazil quá giỏi, quá nhanh, quá khéo léo để có thể thích ứng và thi đấu đa năng. Việc Richarlison được đưa lên đá tiền đạo cắm, còn Neymar được kéo về vị trí tiền đạo tấn công cũng là một cách quá khéo léo của ông huấn luyện viên này. Trong một tập thể hoàn hảo, tổn thất của một vài vị trí không phải là vấn đề đối với huấn luyện viên trưởng. Nhưng Costa Rica là một thách thức hoàn toàn khác so với Hàn Quốc. Trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, những Modric, Perisic, Kramaric, Loren vẫn đang thi đấu rất rực cháy. Lối chơi khó chịu của họ cũng rất phù hợp để cản bước khí thế hừng hực từ các vô công Samba. Giới chuyên gia tin tưởng Brazil tuyệt đối, nhưng cũng dự đoán họ sẽ không có một chiến thắng dễ dàng như cách đã làm với Hàn Quốc. Modric thì quá hiểu Vinicius và Casemiro, cũng như Perisic chẳng xa lạ gì với các đồng đội cùng màu áo của Tottenham và Richarlison. Thể lực là điểm bất lợi của Costa Rica khi họ phải trải qua 120 phút kịch chiến với Nhật Bản. Trong khi đó, Brazil chỉ giúp sức chơi bóng trong hiệp 1 với Hàn Quốc. Do đó, tuy các cầu thủ Costa Rica thừa kinh nghiệm để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ, nhưng lo ngại không đủ sức để cầm cự đến 120 phút. Brazil là đội bóng tấn công trực diện nhất World Cup 2022 trong 8 đội vào tứ kết World Cup 2022. Brazil cần số đường truyền trung bình ít nhất để có một lần dứt điểm. Tuyển Brazil truyền 2.140 đường và dứt điểm 68 cú qua 3 lượt vòng bảng cùng trận thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8. Trung bình Brazil đạt tỷ lệ 31,5 đường truyền cho mỗi lần dứt điểm. Xếp sau Brazil là đương kim vô địch Pháp với 2.164 đường truyền và 64 cú sút trung bình là 33,8 đường truyền cho mỗi cú dứt điểm. Hà Lan là bóng rườm rà nhất trong số 8 đội còn lại tại World Cup 2022. Họ cần 55,5 đường truyền cho mỗi cú dứt điểm. Tập thể của huấn luyện viên Luis Van Gaal cũng là đội truyền và dứt điểm ít nhất trong các đội vào tứ kết với 1.941 đường truyền và 35 cú sút. Brazil là đội dứt điểm nhiều nhất trong các đội vào tứ kết với 68 lần qua 4 trận, trung bình 17 cú sút trong mỗi trận. Xếp sau là Pháp 65 cú sút, Argentina 57, Bồ Đào Nha 52, Anh 45, Costa Rica 43 và Hà Lan 35. Maroc đứng cuối ở thống kê này khi dứt điểm 30 lần và qua 4 trận, trung bình 7,5 cú sút. Maroc là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất tại tứ kết và đây là lần đầu lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất tại một kỳ World Cup. Tuy nhiên thì Brazil này có hiệu suất kém nhất khi trung bình cần 9,7 cú dứt điểm để ghi một bàn thắng. Ngược lại, Anh có hiệu quả ghi bàn tốt nhất khi ghi một bàn thắng qua 3,8 lần dứt điểm. Xếp sau lần lượt là Bồ Đào Nha 4,3, Hà Lan 4,4, Pháp 7,2, Maroc 7,5, Argentina 8,1 và Costa Rica 8,6. Tín hiệu tích cực của Brazil là cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn trong trận thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8, trung bình 4,3 cú dứt điểm để mang lại một bàn thắng. Với chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha là đội có hiệu suất thấp nhất khi trung bình 2,2 lần dứt điểm để có một bàn thắng. Trong số 8 đội vào tứ kết, chỉ có Maroc không ghi bàn thắng nào ở vòng 1/8 trong trận gặp Tây Ban Nha. Đại diện của châu Phi dứt điểm 6 lần với 2 cú sút trúng đích, chiến thắng 3-0 trong loạt luân lưu, chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc trong vòng 16 đội. Chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 16 đội cũng ít nhiều đem đến sự lạc quan cho Brazil trong hành trình chinh phục quốc vàng. Nhưng từ đó với Brazil là chưa đủ.
Brazil sẽ không dễ dàng giành chiến thắng mà đây sẽ là một trận đấu nguy hiểm cho đoàn quân huấn luyện viên Tite. Costa Rica sẽ phòng ngự nhiều hơn và cố gắng ghi bàn mỗi khi phản công. Costa Rica muốn giành kết quả hòa sau 120 phút và cố gắng giành chiến thắng sau loạt sút 11m. Nhưng nếu ghi được bàn thắng dẫn trước thì Brazil có thể kiểm soát trận đấu, khiến trận đấu trở nên càng dễ dàng hơn và khi được nhiều bàn thắng hơn. Còn bạn nghĩ sao về trận đấu kịch tính này? Hãy comment bên dưới phần bình luận và đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.